Có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít. Bữa nay hai con mà sảy mất một con đấy chứ. Nói chung là gặp hai con gà ngủ gần nhau, bắn một con dính nhưng mà không trúng đâu, không bắt được. Hai con bắt được một con, hai con bịt thì một con rớt xuống đất chạy mất. Rồi đi săn về là có nhiều ăn nhiều nha anh em, có ít ăn ít nha anh em. Có thằng em lên nữa, hai anh em hai con được rồi, ăn gì cho nhiều. Ê, tìa gà rừng, này cho lân này. Đấy, lân ăn tìa đấy. Tìa gà rừng nhé, ăn đi. Ơi, ăn đi mà. À, nóng, à, đang nóng hả? Từ từ. Nguội ra ăn nhé. Chào anh em nhé. Chiều nay mình thấy có hai con gà rừng nó ăn ở cái khu này. Nên tối mò vào thử xem, không biết là có gặp nó không. Đang còn lần theo dấu vết của nó đây. Mời anh em theo dõi nhé. Anh em xem mà nếu hợp gà thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn anh em nhé. Anh em đi săn đêm mà thấy phân như này nha, là hay có bịp lắm đấy nha. Bịp nó ngủ quanh đây ra. Ở đâu cây này quá. À, dấu vết này là của bịp nha. Phân, phân trắng này nè. Mấy dĩa này, đây nè. Dĩa cái dấu này là mới luôn nè. Mới này chắc chắn là bịp ở trên này rồi. Sao chị là thử rồi. Nhìn thấy rồi nhá, nhưng mà nó đầu khuất lắm. Rồi, mất rồi. Chạy nhít mà. Đó, bịp nó ngủ khuất lắm. Nhìn thấy vậy anh em bên sau đi là thấy bịp nhé. Con này bị thương rồi, nó chạy mất rồi. Em đầu tiên là sậy rồi. Nó khuất cái tầm nhìn, nghĩa là không bắt được. Nó đầu thấp nhưng mà rầm quá, mình bắn không có xuyên lá được. Tiếp tục nha anh em. Anh em thấy bịp nó nằm hay không? Nằm mình ở góc. Gần á. Gần lắm luôn á. Không bay, nói chuyện thế này mà không bay. Để xem con này bắn có lấy được không nha. Không lấy được là mình không bắn đâu. Mình tìm chỗ xem bắn được. Đó là chết thì chết rồi đấy, chứ mà lấy là hơi phê đấy. Con này một phát vào đầu luôn, chết toi. Nó sống được.
Tưởng là khó lấy, mình tìm để bắn nhưng mà cũng dễ lấy, nên là làm một phát luôn. Tiếp tục nha anh em. Nãy giờ gặp hai con bịp mà con đầu sẩy, con đầu nó chạy ra giữa vặt tràm này nên mình không bắt được, rầm quá, nó khuất đèn. Con kia nó đầu lả lả không à, khó bắn, bắn không xuyên lả được. Tìm thấy rồi nha anh em, hai con nha. Ngủ gần nhau. Một con này mái quay đầu ra, còn một con kia đen khó nhìn thấy lắm. Soi nãy giờ mới thấy nó anh em. Con mái này nhìn có vẻ nhát này. Còn cái con đen này khó thấy quá. Đầu tít trên ngọn tràm. Rồi ôm bi bay rồi. Con mái này ôm bi rồi. Không dính đầu là không ăn được rồi. Trống em ơi, trống anh em ơi, biết trống hay mái đây, headshot luôn. Một phát chết tươi luôn, trúng đầu. Con này đen đen là khó tìm lắm. Quá đã. Có mỗi một cái khe cửa hẹp thôi mà mình la một phát. Quá đại anh em ơi. Gà là chỉ có dín đầu mới ăn. Quá đại. Cắt như nhà hàng. Thằng em cắt gà như nhà hàng. Thôi giờ đi. Ơi, mời anh em gái đi, từ từ cắt sau. Nâng cốc ơi, chúc mừng gái nè. Chia phản này. Yo. À, mời anh em nha. Anh em. Mời anh em nha. Gà rừng mình nướng mồi quá tuyệt vời, ngọt. Hai. Cho lên cái đầu chim mà. Rồi, chào anh em nha. Hẹn anh em clip sau. Anh em mà xem thấy hay thấy hợp cà thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Anh em chung đam mê.